một câu dao đảo, hai pha, một tụ điện. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hàm Rồng Studio. Tôi Hàm Rồng đây. Thì hôm nay tôi sẽ có một cái bài mà tôi đi hướng dẫn cho anh em về cái cách anh em phải đảo chiều động cơ 3 pha, sử dụng lại dòng điện một pha, là tức là dòng điện 220. Thì hôm nọ thì tôi cũng đã có một cái video mà tôi hướng dẫn cho anh em đảo chiều động cơ 3 pha sử dụng dòng điện một pha, nhưng mà sử dụng với lại cái cầu dao đảo 3 pha. Thì nay tôi có một cái con cầu dao 2 pha, thì tôi có ý định là tôi đi hướng dẫn cho anh em thì nó sẽ phù hợp hơn với nhiều cái mục đích khác nhau của anh em, là có thể là trong nhiều cái trường hợp ở trong xưởng của anh em thì khi mà không có cái cầu dao đảo 3 pha này thì anh em có thể sử dụng với lại cái cầu dao đảo 2 pha nhé. Ở đây là tôi sử dụng cầu dao đảo 2 pha thì anh em có thể đảo chiều động cơ, tức là động cơ 3 pha mà đấu về là dòng điện 1 pha, có sử dụng thêm là tụ rồi, cái đây chắc chắn rồi. Thì về cái động cơ thì tôi cũng không bàn nhiều, tại vì là khi anh em mua về, đối với những cái con động cơ á, nó có cái công suất hình như là tầm đâu đó khoảng tầm từ 2 kg trở xuống, 2-3 kg trở xuống, thì nên khi mà đấu về sử dụng dòng điện một pha thì anh em mới hay sử dụng là thêm cả tụ. Thì còn những cái con động cơ nó có cái công suất lớn hơn thì không ai người ta sử dụng cái dòng điện một pha cả, thì tất nhiên là nó vẫn đấu được, nhưng mà không, thường thường là người ta sẽ không sử dụng như vậy, thì nó sẽ giảm đi cái công suất của nó đi rất nhiều. Đấy là tùy thuộc vào cái nhu cầu làm việc của anh em, mà để anh em có thể phù hợp được hơn với công việc. Thì trước khi làm thì tôi có một cái sơ đồ, thì anh em cũng hãy nhanh tay anh em chụp lại. Ở đây thì động cơ 3 pha thì 3 đầu dây dao, người ta thì cái vấn đề này tôi sẽ không nói nữa, thì người ta sẽ cho tôi 3 cái đầu dây, thì tôi chỉ hướng dẫn cho anh em về cái cách anh em kết nối. Thì tôi có sử dụng một tụ này, một cầu dao này, cầu dao đảo 2 pha ở đây. Thì bây giờ tôi sẽ đi tiến hành tôi làm luôn cho anh em. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái này ra để cho anh em. Cái này nó tùy thuộc vào cái nhu cầu làm việc của anh em mà anh em có thể sử dụng. Với lại cái giá thành của cái cầu dao đảo 3 pha và 2 pha nó có chênh nhau đâu đó vào khoảng 20.000, thì con này tôi mua với mức giá là 40.000 thôi, còn con 3 pha thì nó là 60.000. thì nó tùy thuộc vào cái nhu cầu làm việc anh em, thì anh em có thể anh em mua anh em sử dụng. Thì hai cái này thì tôi cũng sẽ để sang nhé, để sang một bên này. Ở đây thì anh em để ý cho tôi này, tôi có sử dụng dòng điện một pha, tức là dòng điện 220V, gồm một dây lửa và một dây nguội. Thế anh em có thể là đấu đầu nào cũng được thôi. Bây giờ ở đây tôi đánh số này, 1, 2 này, 3 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, theo đúng cái sơ đồ. Chiều nào cũng được, được chưa? Nhưng mà khi mà tôi làm thì tôi đấu theo cái chiều của tôi để cho anh em dễ nhìn hơn. 1, 2 này, 1, 2, được chưa? 3, 4. 3, 4, 5, 6, 5, 6. Rồi, thế anh em để ý này, chân số 2 và chân số 6 thì tôi sẽ cấp nguồn 220V vào. Ở đây thì tôi có sử dụng một cái sợi dây nguồn nhé, được chưa? Sợi dây màu đỏ thì vẫn như mọi khi thì tôi sẽ làm sợi dây lửa, còn sợi dây màu trắng thì làm sợi dây nguội. Và ở đây tôi sẽ có 3 dây da động cơ, được chưa? 3 dây da động cơ này, U, này, V, W này. Thì U và V tôi sẽ đấu ở chân số 3 và số 4 nhé, tiến hành đấu luôn. Chân số 3 đây, thì ở đây là tôi đấu ở trên nhé, nhưng mà khi anh em đấu thì anh em bắt buộc anh em phải đấu ở dưới này, được chưa? Đó, tại vì tôi muốn để cho anh em nó dễ nhìn hơn. Thế còn nếu mà tôi đấu xong rồi tôi đậy nắp vào thì anh em chắc anh em không nhìn thấy được, cố tình phải lấy những cái sợi dây nó như thế này, chân 3 và chân 4 nha. Tất nhiên là anh em đấu chất sợi nào cũng được rồi, chiều nào nó cũng như nhau thôi. Ok chưa? U này, V kép này, tôi đấu vào chân 3, chân 4 này, được chưa? Rồi, tiếp theo là chân số 1 nhé, tôi quay lại chân số 1 đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân số 1 này,
tôi sẽ chập cái chân số 6 và chập ra cái sợi dây nguội đúng không? Một này, đi qua đây này, chập vào chân số 6 này và đi ra cái dây nguội nhé. Ở đây thì tôi có một đoạn dây để tôi chập lại cái sợi dây màu đỏ nhé. Anh em lưu ý là tôi làm cho anh em thì tôi cố tình tôi để cốt để tôi bắt ở trên đây để cho anh em dễ nhìn hơn. Chân số 1 và chân số 6 chập lại với nhau. Và chập lại cái sợi dây nguội nhé. Dây nguội là sợi dây màu trắng này. Được chưa? 1 và 6 chập lại với nhau và đi ra sợi dây nguội màu trắng. Đây, 1 và 6. Anh em thấy rõ chưa? 1 6 chập lại sợi dây nguội nhá. Đi ra sợi dây màu trắng, dây nguồn của tôi đây. Tiếp theo, chân số 2 này, đi ra sợi dây lửa này và chập với sợi dây lửa. Chập vào vị trí số 5 nhé. Được chưa? Dây lửa và dây số 2, đây có thêm một dây nữa. Ở đây thì tôi sử dụng một sợi dây nâu. Sợi dây lửa là cái sợi dây màu đỏ này của tôi. Chập với lại vị trí số 5 nhé. Tức là sợi dây nâu này. Kéo sang bên đây. Tôi chập vào vị trí số 5 này. Anh em để ý này, vị trí số 5 này tôi có thêm một cái dây tụ nữa. Tức là một đầu của dây tụ này cũng đấu vào vị trí chân số 5 đúng không? Và đấu cái dây nâu này, cái dây nâu là từ vị trí số 2 này sang. Đây, cái dây nâu đây. Bây giờ tôi sẽ chập nó như thế này này. Đúng chưa? Tôi chập vào vị trí số 5 nhá. Một đầu dây tụ tôi chập vào vị trí số 5 và chập tiếp được sợi dây nâu câu từ vị trí dây lửa từ vị trí số 2. Hai bên này câu bằng dây nâu. Chập luôn cái ông này sang bên đây. Thì ở đây là tôi không có cốt thì tôi lại phải đấu nó xuống phía dưới này. Được chưa? Còn đầu còn lại của dây tụ này. Đây là đầu còn lại của dây tụ, đúng không? Một đầu của dây tụ tôi chập vào vị trí số 5 thì tôi đã chập vào đây rồi. Chập tiếp với cái dây nâu từ bên vị trí số 2 này sang, tức là dây nâu đây. Đúng chưa? Đầu còn lại cái dây tụ này thì bây giờ tôi sẽ đấu vào một dây cho động cơ nhé. Đúng không? Chân W này, tôi đấu vào một dây cho động cơ. Tức là bằng cái sợi dây xanh này. Vì động cơ 3 pha mà, 3 pha thì là 3 dây. Nhưng mà có một cái vấn đề ạ, khi anh em đấu lại sử dụng dòng điện 220V thì anh em phải đấu qua tụ. Cái nguyên lý hoạt động của 3 pha đấu lại 220 thì tôi cũng đã hướng dẫn cho anh em rồi. Thì ai mà chưa xem thì anh em có thể là xem lại cái phần mô tả phía dưới đây. Rồi anh em có thể anh em xem lại cho nó hiểu. Chứ còn bây giờ tôi cũng không đi giải thích về cái động cơ 3 pha mà đấu lại có sử dụng dòng điện 1 pha và nguyên tắc nó đấu như thế nào thì cái đấy thì tôi không nhắc lại nữa. Kể cả cái cầu dao đảo 3 pha thì tôi cũng đã hướng dẫn cho anh em rồi. Như thế này là xong rồi. U, V, W thì anh em chỉ việc anh em đấu ra động cơ là ok. Đây nhá. Đây là 3 sợi đấu ra động cơ đây. Đây, 3 sợi nhá. Chân số 3, chân số 4 này. Chân số 3 này, chân số 4 này. Được chưa? Chân số 3 này, chân số 4 này. Dây màu đỏ nhá. Dây màu vàng xanh nhá. Và một sợi dây xanh nhá. Ở đây tôi đấu qua tụ này. Rồi, như thế này là đã ok rồi. Thì còn sợi dây nguồn này thì anh em chỉ việc anh em cấp điện vào rồi anh em hoạt động như bình thường thôi. Rồi, cái buổi chia sẻ của tôi đến đây là kết thúc. Thì anh em cũng có thể là xem cái cách hoạt động nó ở cái phần intro đầu mà tôi đã làm cho anh em rồi. Rồi, xin chào anh em. Ai còn thắc mắc gì thì anh em cứ mạnh dạn comment phía dưới phần mô tả của video này. Xin chào.